là Top Jedi. Android sở hữu hàng nghìn game kinh dị cho bạn lựa chọn, nhưng không phải game nào cũng hay. Thậm chí có những game khá là nhảm nhí, đến mức bạn chỉ muốn xóa ngay khỏi điện thoại của mình, mặc dù chỉ vừa mới tải nó về thôi. Vậy hôm nay tụi mình sẽ mang thể loại game kinh dị gì hay cho các bạn nào? Ok, hãy cùng tụi mình đến với top 5 game kinh dị gây rợn trên Android. 5. Mental Hospital Treeline là một game thuộc thể loại game kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ nhất. Nhân vật chính sẽ nhận nhiệm vụ quay phim một cuộc tấn công vào trong một bệnh viện tâm thần, nơi mà những thí nghiệm cấm được thực hiện bí mật bên trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi bắt đầu, nhân vật chính đã gặp phải những tình huống tồi tệ như thời tiết xấu, tin tức đưa tin về những rắc rối tại nơi đó không được, ô tô thì lại bị hỏng. Tất cả những lý do đó đã làm cho anh ta đến nơi khá muộn. Sau khi bước vào bên trong bệnh viện, thì anh ta đã phải chứng kiến những cảnh tượng vô cùng kinh hoàng và đi cùng với đó là những điều khó hiểu. Okay, now I'm just waiting. Sau đó bạn sẽ phải khám phá ra bí ẩn của bệnh viện này và thoát ra khỏi đó. Đây là một game có nội dung khá hấp dẫn và đáng để chơi. 4. Hunted Glow Circus 3D. Câu chuyện bắt đầu một cách khá bình thường khi mà nhân vật chính trong game nhận được lời mời đến thăm cánh Sith Legend, nhưng hóa ra đây lại là một chuyến đi đáng sợ nhất trong cuộc đời. Người chơi sẽ phải khám phá xem chuyện gì đã xảy ra tại cánh Sith trong vòng 25 năm về trước. How's this? Isn't this where I went before? Trò chơi mang đến một bầu không khí đáng sợ, những bóng đèn bị vỡ và một chiếc điện thoại không đủ pin không thể thực hiện được cuộc gọi cầu cứu. Nhưng với việc di chuyển đến những khu vực trong rạp xiếc, bạn có thể sử dụng màn hình camera, thang máy và tận dụng tất cả những thứ có thể thoát khỏi những sinh vật đáng sợ đang tìm cách ăn tươi nuốt sống bạn. Trong game, bạn sẽ phải cố gắng sống sót trong trò chơi này nếu không muốn đi một chuyến đi không có đường về. 3. Forest 2. Forest là một game kinh dị hấp dẫn khác trên Android, lấy bối cảnh là một khu rừng u ám và không có một bóng người. Với hình tượng con ma kinh điển trong một bộ quần áo trắng kèm với bộ tóc đen, dài và sỏ đằng trước mặt. That's a bad time. That's a real bad time. Whether it be the monster, the character we're playing as in the game, mine in real life. Oh gosh. Nhiệm vụ của bạn là tìm đường để thoát ra khỏi khu rừng này. Ngoài ra, bạn sẽ phải di chuyển hết sức cẩn thận và im lặng để không bị con ma phát hiện ra. Bạn có thể nghe tiếng thở khi con ma đang ở gần. Nếu so với phiên bản trước thì Forest 2 có đồ họa đẹp hơn, dễ dàng điều khiển hơn và có nội dung hay hơn. 2. The Fear Creepy Scream House. The Fear có nội dung xoay quanh một cô gái có tên là Murder. Bạn sẽ vào vai người chồng của Murder. Nhưng sau đó không lâu thì bạn phát hiện ra Murder mắc phải một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp và không có thuốc chữa cho loại bệnh này. Mặc dù rất yêu cô ta, nhưng lựa chọn duy nhất của bạn đó là đưa Murder đến nhà thương điên và chia tay cô ta tại đây. Nhiều năm trôi qua, bạn đã cưới một người cô gái khác có tên là Serena nhằm quên đi Murder. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ khi mà bạn thường xuyên gặp phải những điều khó hiểu xung quanh mình. Nội dung của câu chuyện tràn ngập không khí u ám và đáng sợ. Bạn sẽ phải quay trở lại nhà để chắc rằng gia đình mình được an toàn khi mà Murder cứ liên tục ám bạn. The Fear là một hiện tượng game kinh dị trên Android. Sau khi chơi game này, rất có thể bạn sẽ phải thức đến sáng vì bị ám ảnh. 1. Ice the Honor Game là một trong những dòng game phiêu lưu kinh dị hay nhất được phát triển cho điện thoại Android. Với đồ họa lôi cuốn và hệ thống âm thanh sinh động đủ khiến cho bạn mất ngủ cả đêm. Trong game này, bạn sẽ phải tìm kiếm trong một ngôi nhà cổ bị bỏ hoang và thu thập những vật dụng mà bạn nghĩ rằng sẽ hữu ích trong việc khám phá ra bí ẩn của ngôi nhà đó. Bạn sẽ phải thật cẩn thận bởi vì ngôi nhà này có ma ám. My stamina is all gone. Run! Run! Hello, baby. Are you behind me? Didn't think so. Run! What the? Run! What the hell? What happened, you lady? Go to my beautiful princess! Đúng như với cái tên gọi, Ice the Honor Game có thể khiến nhiều người chơi cảm thấy kinh hãi.
Dù không quá sáng tạo nhưng bối cảnh, gameplay và con ma trong game có thể khiến những ai đam mê thể loại game kinh dị cảm thấy thích thú. Đây là một trong những game được tải và đánh giá nhiều nhất trên Google Play Store. Nếu như bạn yêu thích dòng game kinh dị thì với danh sách 5 game kinh dị trên, chắc chắn sẽ khiến các bạn phải giật mình vì sợ hãi, nhưng cũng không kém phần thú vị khi chơi. Ok, like và share nếu như các bạn thích và đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nữa nha. Cảm ơn các bạn, bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bum, bum, bum.